Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đại sứ quán Anh số vụ tấn công hiếp dâm người nước ngoài tăng cao ở Hà Nội. Cơ quan đại diện ngoại giao của Vương quốc Anh Việt Nam mới đây đã gửi ra lời cảnh báo đến các công dân của họ rằng số vụ tấn công người nước ngoài đang gia tăng đáng kể ở thủ đô Hà Nội. Lời cảnh báo được Đại sứ quán Anh đăng trên trang Facebook chính thức của họ vào hôm 17 tháng 2 cho biết họ nhận thấy gần đây có sự gia tăng mạnh về số lượng các trình báo về các vụ tấn công, bao gồm cả các vụ hiếp dâm hay tấn công tình dục xảy ra với người nước ngoài tại Hà Nội. Đây là hình ảnh Đại sứ quán Anh cảnh báo về số vụ tấn công người nước ngoài tăng mạnh ở Hà Nội hôm 17 tháng 2 năm 2021. Có một số trình báo về việc phụ nữ nước ngoài là nạn nhân của hành vi quấy rối hoặc tấn công tình dục, bao gồm cả việc sờ soạng hay nắn bóp sỗ sàng, theo một đoạn trong lời cảnh báo của Đại sứ quán Anh chia sẻ. Chúng tôi nghiêm túc tiếp nhận bất cứ trình báo nào về các vụ hiếp dâm hoặc tấn công tình dục và xử lý chúng một cách đáng tin cậy. Công dân Anh Quốc có thể gọi điện để nhận sự trợ giúp của chúng tôi bất cứ lúc nào, dù là ngày hay đêm. Đại sứ quán Anh đã đưa ra lời trấn an, kèm theo số điện thoại liên lạc. Cơ quan đại diện ngoại giao này viết thêm rằng, nếu các nạn nhân liên lạc, phía đại sứ quán sẽ kiên nhẫn lắng nghe với sự nhạy cảm và không phán xét. Bất cứ điều gì bạn nói với chúng tôi đều được giữ bí mật tối đa. Chúng tôi có thể liên lạc với gia đình và bạn bè của bạn nếu bạn muốn. Đại sứ quán Anh đã cho biết như vậy. Ngoài ra, đại sứ quán cũng nói rằng họ cũng có thể cung cấp cho nạn nhân các thông tin về cảnh sát địa phương và các thủ tục y tế. Bên dưới bài đăng của Đại sứ quán Anh, một người có tên là Robert cũng chia sẻ thông tin rằng hầu hết các vụ tấn công xảy ra đối với các phụ nữ đi cùng nhau hoặc các phụ nữ đi với các bạn nam, và thậm chí tấn công cũng xảy ra cả với những người đàn ông nước ngoài. Một người khác có tên là Orlando thì viết rằng các vụ tấn công đang gia tăng và một số nạn nhân nói rằng không có sự trợ giúp nào để đảm bảo rằng cảnh sát Hà Nội thực sự lấy lời khai, ngay cả khi các nạn nhân cố gắng khai báo trực tiếp có phiên dịch riêng đi cùng của họ. Orlando cũng đề nghị Đại sứ quán Anh quan tâm và hành động nhiều hơn sau khi các vụ việc xảy ra, ví dụ như cử đại diện của Đại sứ quán đến gặp cảnh sát quận Tây Hồ, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, để bàn về các biện pháp có thể áp dụng giúp cho khu vực này an toàn hơn và đưa ra thủ phạm trước công lý. Đây là hình ảnh đại diện Đại sứ quán Anh tại Hà Nội khuyến khích công dân gọi điện thoại tố cáo sự việc khi xảy ra nạn hiếp dâm hoặc bị tấn công tình dục tại Việt Nam. Đến nay đã thiếu vắng những hành động đủ mạnh, chỉ đơn thuần càng làm cho thủ phạm thêm táo tợn, và chúng thấy yên tâm rằng các vụ tấn công người nước ngoài thậm chí còn chẳng bị điều tra, nói gì đến chuyện bị trừng phạt. Orlando cũng bày tỏ quan ngại như thế. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã cố gắng liên lạc với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh để tìm hiểu về phản ứng của chính quyền về lời khuyến cáo của Đại sứ quán Anh, song không có hồi đáp. Các đại diện và Sở Ngoại vụ và Công an thành phố cũng không trả lời khi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cố gắng kết nối với họ. Đây không phải là lần đầu tiên một phái đoàn Bộ Ngoại giao nước ngoài cảnh báo về tình trạng ngoại kiều bị tấn công tại Việt Nam. Như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng đã đưa tin hồi cuối tháng 9 năm 2020, Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát ra lời cảnh báo dành cho công dân Hoa Kỳ về khả năng họ có thể bị tấn công tình dục khi sử dụng các dịch vụ vận chuyển hành khách không chính thống ở Việt Nam. Phái bộ Mỹ cũng đã nói họ đã nhận được thông báo về các cá nhân bị tấn công tình dục bởi những tài xế xe taxi hoặc xe máy không có biển hiệu, nhưng cũng nói thêm ở thời điểm đó rằng chuyện này không phổ biến. Theo tìm hiểu của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, báo chí và các cơ quan chính quyền cấp địa phương lẫn trung ương của Việt Nam lâu nay cũng không công bố con số thống kê về các vụ tấn công xảy ra đối với người nước ngoài ở Hà Nội nói riêng và trên toàn quốc nói chung. Vào hồi tháng 10 năm 2020, một nữ giáo viên người Anh tố cáo bị một người mặc đồng phục xe ôm công nghệ chở đến khu đất vắng người, tấn công tình dục rồi cướp điện thoại lúc rạng sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hình ảnh đơn tố cáo của nữ giáo viên người Anh sinh năm 1991. Theo đơn tố cáo, khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày 11 tháng 10 năm 2020, chị George, 29 tuổi, quốc tịch Anh, là giáo viên tiếng Anh, đặt xe ôm công nghệ từ phường Bến Nghé, quận 1 để về chung cư trên đường Mai Chí Thọ, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 3 đến 4 phút sau thì có một người lái xe đến đón và chở chị đi.
Trên đường đi, tài xế xe ôm công nghệ di chuyển đến một cánh đồng vắng rồi xuống xe túm lấy nạn nhân giở trò sàm sỡ. Cô gái chống cự van xin để không bị hiếp dâm nhưng bị nam thanh niên đánh đập cướp điện thoại. Quá hoảng loạn, chị George cùng chạy thoát thân. Thanh niên này đuổi theo nạn nhân một đoạn rồi quay lại lấy xe máy rời khỏi hiện trường. Do không biết đường và hoảng loạn nên phải mất gần một tiếng sau, cô gái mới định hình và tìm được đường về. Sau đó, chị George đã gọi điện phản ánh sự việc lên công ty trên và được yêu cầu báo công an. Trong chiều ngày 11 tháng 10, cô gái xác định được vị trí của chiếc điện thoại khu vực quận 7 nhưng không tìm ra, sau đó đến công an trình báo. Vào chiều ngày 20 tháng 10, đại diện hãng xe ôm công nghệ cho biết đã nhận được phản ánh của chị George và đang phối hợp với công an để xác minh làm rõ bước đầu. Hãng này cũng xác định người đã đón, chở và tấn công tình dục cướp tài sản của chị George không phải là đối tác của công ty. Chúng tôi chân thành chia sẻ cùng khách hàng về sự cố đáng tiếc này và cam kết hỗ trợ điều tra, truy tìm thủ phạm, đại diện hãng xe công nghệ cho hay. Nguồn tin từ công an cho biết chị George có nhắn tin qua ứng dụng gọi xe nhưng do không tìm được vị trí của khách nên tài xế đã hủy cuộc. Người đến đón và chở cô đi có khả năng là kẻ mạo danh xe ôm công nghệ. Trong khi dư luận Việt Nam vẫn sôi sục về vụ án dâm ô trong thang máy của ông Nguyễn Hữu Linh thì chỉ trong vòng 3 tuần đã có thêm ít nhất 8 vụ ấu dâm gây chấn động khác tại đây. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh và vụ dâm ô trẻ em trong thang máy được camera ghi lại. Ông Nguyễn Hữu Linh, 61 tuổi, nguyên là phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, đang cư trú tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 21 giờ 30 ngày 1 tháng 4, cháu C, 8 tuổi, một mình đi vào thang máy tòa chung cư Galaxy đường Nguyễn Khoái, phường 1, thành phố Hồ Chí Minh. Trong thang máy lúc này chỉ có ông Linh và cháu bé. Khi thang máy đóng lại, ông Linh đã choàng vai ôm hồn cháu bé. Ông tiếp tục kéo cháu lại khi cháu tiến ra cửa thang máy. Cửa mở, cháu bé bỏ chạy về nhà kể cho bà mẹ việc bị một người đàn ông không quen biết ôm hồn. Cha mẹ cháu bé đã yêu cầu chung cư cung cấp camera trích xuất. Sau đó có buổi làm việc với ông Linh vào hôm 2 tháng 4. Ông Linh nhận sai do trước đó có uống rượu. Sau đó cha mẹ cháu bé đồng ý bỏ qua sự việc. Qua làm việc, cha mẹ cháu bé đồng ý đã bỏ qua. Tuy nhiên, clip vụ việc đã xảy ra trong thang máy nhanh chóng tràn ngập mạng xã hội. Sau đó vào ngày 3 tháng 4, ông Linh đến công an quận 4 để trình diện. Theo Điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015, trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư, theo yêu cầu chính đáng của đương sự, thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Tuy nhiên, hiện khái niệm thuần phong mỹ tục và bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự vẫn chưa được hướng dẫn, giải thích cụ thể để áp dụng thống nhất theo trang luậtvietnam.vn. Cũng liên quan đến vụ sảm sỡ trẻ em này, tờ báo Tuổi Trẻ cũng cho hay lý do tòa xử kín là do gia đình cháu bé bị hại có đơn đề nghị. Cơ quan tố tụng quận 4, thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hành vi của ông Linh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến nhân phẩm danh dự của người dưới 16 tuổi, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Đồng thời, bản thân bị can là người từng làm việc trong cơ quan tư pháp nhưng vi phạm pháp luật, tạo dư luận xấu, gây ảnh hưởng đến cơ quan pháp luật nên cần xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Hữu Linh ra tòa. Ngoài vụ việc của Nguyễn Hữu Linh xảy ra trong tháng 4, còn có thêm ít nhất 8 vụ ấu dâm gây chấn động khác chỉ riêng trong tháng này tại Việt Nam. Và Việt Nam đứng gần chót về chống xâm hại tình dục trẻ em. Theo một tờ báo vừa được công bố vào hồi tháng 1 năm 2019 cho tờ Economy Intelligence thực hiện, Việt Nam đạt 42,9 điểm trên 100 điểm, đứng thứ 37 trên 40 nước về chống xâm hại tình dục trẻ em. Hiện Việt Nam thua cả Campuchia, đứng thứ 23, và Philippines đứng thứ 16 và Trung Quốc thứ 36. Điểm yếu của Việt Nam nằm ở việc thu thập dữ liệu, chế tài đối với người phạm tội và sự can thiệp của truyền thông. Điểm yếu của Việt Nam này chưa biết bao giờ mới được giải quyết dứt điểm. Và báo chí ghi rõ Việt Nam không có một hệ thống bền vững nào cho thu thập dữ liệu về các vụ xâm phạm tình dục trẻ em và các dữ liệu công khai khá rời rạc. Và với những diễn biến trên, nếu Việt Nam không giải quyết dứt điểm tình trạng xâm hại trẻ em cũng như tấn công tình dục người nước ngoài, thì tới đây ngành du lịch của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề và uy tín của Việt Nam ngày càng xuống cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay thứ 5 ngày 25 tháng 2 năm 2021 với bản tin
Đại sứ quán Anh, số vụ tấn công, hiếp dâm người nước ngoài tăng cao ở Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.